Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật đi vào thực hiện sẽ góp phần củng cố sức mạnh, phát huy khối đại đoàn kết tập thể, bảo đảm triển khai hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Khoác lên mình màu áo của tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, với anh Nguyễn Văn Ngàn, đây vừa là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm đối với việc bảo đảm an ninh trật tự tại chính địa phương mình sinh sống. Tôi cũng thấy là tự tin hơn trước kia là kỹ năng cũng như là nghiệp vụ. Phạm vi về hoạt động quyền lợi nó sẽ rộng hơn và xử lý trong những cái tình huống thuận tiện hơn rất nhiều so với trước. Để bảo đảm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được triển khai có hiệu quả, Lào Cai đã thành lập 1.554 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các thôn bản, tổ dân phố với hơn 4.665 thành viên tham gia, đồng thời quy định cụ thể chính sách hỗ trợ để các thành viên phát huy tốt nhiệm vụ. Các đồng chí này thì đều đã được tuyển chọn là đều có trình độ và có sức khỏe đảm bảo để tham gia cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như là một cánh tay nối dài giúp chúng tôi giải quyết việc ngay từ cơ sở và tăng thêm sức mạnh cho công an xã để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn. Với đặc thù địa bàn rộng, trình độ nhận thức của người dân là đồng bào dân tộc còn hạn chế. Đây chính là những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự tại cơ sở. Bởi vậy, ngoài việc trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cũng được tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng. Chúng tôi đã tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện theo cái chương trình của Bộ quy định. Đến nay cũng đã đào tạo bồi dưỡng xong những cái kiến thức cơ bản và tổ chức cho lực lượng tổ chức thực hành một số cái tình huống tham gia tấn công rồi xử lý cái tình huống tội phạm tại địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Các quy định trong luật sẽ là hành lang pháp lý quan trọng giúp lực lượng này trở nên chính quy, chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tại địa phương.